Trường mầm non Vườn Xanh, 4 ngày sau sự cố sập sàn các tầng 2 và tầng 3. Hiện trường được giữ nguyên hiện trạng phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân. Từng khối bê tông đứt vỡ, toàn bộ hệ thống chịu lực gãy gập trơ phần cốt thép bên trong. Nhiều đoạn mấu rầm không được neo vào nhau theo thiết kế, dẫn đến khả năng chịu tải của các thanh rầm giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, biện pháp thi công đối với hạng mục trần không rầm cũng chính là một trong các nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của tòa nhà. Khách quan mà nói thì về biện pháp, mình nói trước về biện pháp thi công thì ở đây thì như mình nhìn thấy là sàn này là sàn không rầm và diện tích sàn rất rộng. Đấy, và mới đang đổ sàn tầng 2, à tầng 3 và tầng 2 đã thao cốt pha rồi. Đấy thì về biện pháp ấy, thì quá trình đổ thì nó sẽ tạo nhiều áp lực. Về lý thuyết, việc thi công sàn nhẹ không rầm sẽ không có vấn đề nếu quy trình thực hiện được đảm bảo. Sức nặng của chất tải không thể ảnh hưởng đến phần kết cấu của tòa nhà trong trường hợp các hạng mục thi công đúng theo tiêu chuẩn. Ví dụ như đoạn mấu rầm này rất khó tách rời nếu như bê tông đạt độ kết dính, phần khung thép được neo cẩn thận. Thực tế đây là về cái chiều neo như ở trong bản vẽ lúc mình khảo sát thì cũng có thanh mà chiều neo thiếu và có thanh chiều neo đủ. Và số lượng là nó cũng phản ánh một phần ở cái kết cấu liên kết giữa rầm và cột. Có một vấn đề ở đây là theo như lời đại diện của đội thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm thì đơn vị này không có trách nhiệm đối với chất lượng của công trình, bao gồm cả biện pháp thi công của đơn vị thi công, thực tế thi công so với hồ sơ thiết kế. Chức năng của thanh tra xây dựng thì là kiểm tra tất cả các hồ sơ thủ tục về quy trình cấp giấy phép và liên quan đến cấp đất. Chứ còn cái về quản lý về chất lượng, về thi công thì cũng không phải là lĩnh vực chức năng, không phải của thanh tra. Thanh tra thì quản lý về hồ sơ, về quản lý về hồ sơ, giấy tờ, giấy phép và điều kiện khởi công. Và tất cả điều kiện năng lực của các chủ đầu tư và nhà thầu. Vậy thì đơn vị nào chịu trách nhiệm đối với chất lượng của những công trình kiểu này? Cơ quan nào giám sát việc thi công? Có một điểm rất đáng lưu ý, đơn vị tư vấn giám sát công trình từng cảnh báo nguy cơ sự cố có thể xảy ra khi dỡ cốt pha các tầng 1 và 2. Nhưng kết quả thanh tra ngày 22 tháng 8 của Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm kết luận không phát hiện dấu hiệu bất thường. Trừ một số thủ tục còn thiếu cho phép chủ đầu tư hoàn thiện vào ngày 29 tháng 8 sau đó. Trong thời gian này, hoạt động thi công vẫn diễn ra bình thường. Rõ ràng vai trò của đơn vị thanh tra xây dựng với những công trình như thế này cần được nâng cao hơn nữa. Nếu phát hiện sai phạm hay chất lượng công trình không đảm bảo thì phải có phương án xử lý ngay, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.